Nim chero mu mina problema Lambo ili Ferrari. Vâng, chào mừng các bác đang theo dõi video của Vesky World. Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời thì mời các bác theo dõi chiêm ngưỡng qua cái siêu phẩm, và cái siêu phẩm này chỉ có duy nhất ở cái cây của nhà em mới sở hữu những cái nụ chun giọt nước và những cái đường vân chun 3D. Nó mang tính độc bản như thế này. Một sản phẩm cực kỳ là chất lượng và đẳng cấp. Gỗ thì được chọn lọc gỗ cật, gỗ nàng hai nha các bác nhé. Và em này thì đang chờ chủ sở hữu, một chủ nhân xứng tầm để sở hữu nó. Với kích thước chiều dài là hơn 7m và chiều rộng là hơn 2m và độ dày là 25 phân. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là độc đúng không ạ? Nó phù hợp để cho các bác yêu thích những cái sản phẩm gỗ nguyên khối khủng, độc bản, siêu tầm. Và nếu như yêu thích cái sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ với em để đặt hàng qua số điện thoại 0397580166, hoặc là các bác có thể để lại bình luận số điện thoại của mình phía dưới video thì nhà em sẽ có nhân viên gọi điện lại để tư vấn cho các bác ngay. Và một lần nữa cảm ơn các bác đã dành cái thời gian của mình theo dõi cái video của em. Hãy nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của em để chiêm ngưỡng, theo dõi thêm về những cái sản phẩm gỗ đẹp độc khủng nha các bác.